từ những nhà đầu tư quốc tế. Bà Elena Gou, nhà đầu tư bất động sản người Singapore là một trong những chủ nhân đầu tiên của The Bank Manhattan, bà cho biết, thành phố Hồ Chí Minh là một thị trường mà vợ chồng tôi đã để ý từ lâu. Khi dự án vừa ra mắt, chúng tôi đã quyết định ngay mà không cần đắn đo gì cả. So với những thị trường khác mà tôi đã đầu tư như Hong Kong, giá một căn bộ hạng sang tại thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn nhiều, trong khi tỷ suất sinh lợi cho thuê ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh lên tới 4-5%. Tại Hong Kong, con số này chỉ xấp xỉ 1-2%. Là nhà đầu tư bất động sản cao cấp có nhiều kinh nghiệm, bà Elena Gou cho biết thêm, tại Hong Kong và Singapore, những bất động sản hạng sang luôn đảm bảo tỷ suất sinh lời. Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường mới nổi nên tôi tin tỷ suất này sẽ luôn giữ ở mức cao. Hơn nữa, tôi đã từng đầu tư dự án của Novaland nên rất yên tâm. Trong tình hình quỹ đất tại trung tâm thành phố ngày càng khan hiếm, The Bank Manhattan được xem là kim cương trong phân khúc căn hộ hạng sang. Dự án tọa lạc tại 02 mặt tiền Cô Bắc, Cô Giang đắt giá ngay lõi quận 1 với quy mô lên đến 14000m2. Dự án hội tụ chuỗi tiện ích đẳng cấp chuẩn, resort 5 sao, gồm khu mua sắm và công viên tầng trệt, khu hồ bơi, BBQ, ghế thư giãn lưng trời, công viên và cảnh quan nội khu rộng, đến 4.200m2. Chủ nhân căn hộ còn sở hữu đặc quyền hiếm có, chỗ đậu xe định danh ngay trung tâm quy 1, được xem như bất động sản thứ hai. Chỗ đậu xe dành riêng cho cư dân không chỉ đáp ứng cơn khát, chỗ đậu xe an toàn, văn minh mà còn góp phần gia tăng giá trị cho dự án. Khách hàng Lý Quốc Hùng Việt Kiều Hà Lan, tôi đã đầu tư nhiều tại thị trường trong nước và rất thích thương hiệu Novaland. Novaland có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, bàn giao nhà đúng tiến độ. Dự án The Bank Manhattan lại ưu đãi chỗ đậu xe rất thuận tiện cho việc đi lại. Hy vọng dự án hoàn thành đúng như cam kết và trở thành ngôi nhà chất lượng cao khi gia đình về sống tại Việt Nam. Đến giới sành sỏi trong nước, diễn viên Doanh Nhân Chi Bảo, một khách hàng của The Bank Manhattan cho biết, sống ở khu trung tâm quy 1, thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm nay nên Chi Bảo hiểu rõ các giá trị bền vững của bất động sản trong khu vực này. Có thể thấy nhu cầu sống tại quy 1 của các chuyên gia nước ngoài, doanh nhân rất cao. Các khu nhà dành cho giới CEO có giá thuê từ 2.500, 2.700 USD trên căn và luôn ở trong tình trạng khan hiếm. Bên cạnh đó, sở hữu một chỗ đậu xe đảm bảo ngay giữa trung tâm quận 1 thực sự là ưu đãi rất khó kiếm trên thị trường. Có mặt tại sự kiện khai trương khu nhà mẫu dự án này, gia đình anh Trần Quang Hải Long quận Phú Nhuận cho biết, tôi chọn The Bank Manhattan do dự án có vị trí ngay trung tâm quận 1, các view ra bờ sông hoặc nhìn về quận 1 đều rất đẹp. Nhà mẫu thiết kế sang trọng, đường nét chi tiết, không gian thoáng mát, nhiều ánh sáng khiến gia đình tôi rất thoải mái và hài lòng. Căn hộ có hệ thống xoa thum nên tôi cũng rất ưa thích. Ngoài ra, khả năng sinh lời của The Bank Manhattan khá cao, tôi dự đoán vào khoảng 25-30%. Doanh nhân Trần Trang Cẩm Tú quận Tân Bình chia sẻ, đây là cơ hội hiếm có để tôi sở hữu bất động sản ngay trung tâm quy 1. Do tôi làm trong ngành xuất nhập khẩu, đối tác nước ngoài khi sang Việt Nam đều phải ở khách sạn 5 sao, nhưng giờ đây việc tôi mang tới cho họ một không gian lưu trú đẳng cấp như The Bank Manhattan, thì rõ ràng tôi không cần giới thiệu về mình nhiều. Họ sẽ biết mình là ai và sự nhiệt tình của mình khi tiếp đón họ. Có thể thấy The Bank Manhattan đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống sang trọng và đầu tư sinh lợi cao của nhóm khách hàng tinh hoa trong nước và quốc tế. Thực tế, phân khúc bất động sản hạng sang luôn có một sức quyến rũ riêng, bền vững và không chịu nhiều biến động lên xuống như các phân khúc khác. Không những giải tỏa cơn khát về nhà ở cho lớp cư dân thành đạt, có địa vị cao trong xã hội, những dự án đắt giá này sẽ là những biểu tượng mới, đóng góp vào thay đổi diện mạo cho một thành phố trẻ trung và năng động như thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.